Hà Kiều Anh trượt tuyết cùng ba con ở Mỹ. Hoa hậu Hà Kiều Anh cùng ba con diện trang phục màu nổi hào hứng chơi trượt tuyết, ngắm cảnh đẹp mùa đông ở Mỹ. Hà Kiều Anh cho biết cô vừa đưa các con sang Mỹ thăm người thân kết hợp du lịch, nghỉ đông. Dịp này ông xã Hoa hậu bận việc ở Việt Nam nên không qua với mẹ con cô. Năm nào tôi cũng cho bọn trẻ đi trượt tuyết vào mùa đông. Năm ngoái gia đình tôi chơi ở Nhật Bản còn năm nay sang Mỹ, Hà Kiều Anh nói. Bé Vi An, con út nhà Hà Kiều Anh, 9 tuổi, diện trang phục nhiều màu rực rỡ, khoe vẻ đáng yêu trên sân trượt tuyết. Nhóc tì cũng như các anh trai. Được mẹ cho học trượt tuyết từ khi mới 4 tuổi, nay thành thạo và rất đam mê môn thể thao này. Vương Khang, con đầu của Hà Kiều Anh, di chuyển gần em gái để vừa chơi vừa quan sát bé Vi An. Theo Hoa hậu, con gái út của cô được các anh kèm cặp, chỉ bảo môn này từ nhỏ. Vương Khôi, con thứ hai của Hà Kiều Anh, cũng giỏi trượt tuyết và nhiều môn thể thao, là thành viên đội tuyển bơi lội ở trường, từng đoạt nhiều huy chương. Gia đình Hà Kiều Anh vui chơi ở khu Lết Ta Hoe, nơi có phong cảnh đẹp, thu hút nhiều du khách và người dân địa phương. Khi trượt từ trên cao xuống chúng tôi choáng ngợp với cảnh vật thiên nhiên như tranh vẽ. Tuyết phủ trắng xóa mọi nơi, Hà Kiều Anh kể. Hà Kiều Anh chụp ảnh cùng con trai đầu 16 tuổi, đã cao vượt mẹ. Theo Hoa hậu, trong số 3 người con, Vương Khang có gương mặt giống cô nhất. Gia đình Hà Kiều Anh dành hẳn 5 ngày vui chơi thỏa thích ở khu trượt tuyết. Họ đi cáp treo lên đỉnh núi rồi vừa trượt từ trên cao xuống vừa chiêm ngưỡng cảnh đẹp mùa đông hùng vĩ của xứ cờ hoa. Hà Kiều Anh nổi bật trong chiếc áo khoác và kính 7 sắc cầu vồng, tạo dáng trên sân trượt tuyết. Mỹ nhân 7X cho biết cô và các con đã có gần một tuần vui chơi thỏa thích với nhiều kỷ niệm và hình ảnh đẹp ở đây. Sau kỳ nghỉ đông cùng gia đình, con trai đầu của Hà Kiều Anh, Vương Khang, trở lại Anh học tập còn Hoa hậu và hai con nhỏ cũng về Việt Nam. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.